giờ không có ai để hỏi ý kiến hết, thôi mua đại nha mọi người, phải mua thôi. Yeah, chết rồi, chốt xong là không có trả lại hàng được đâu á. Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, thì cớ sự hôm nay tại sao lại có video này thì để mình nói cho mọi người nghe. Trong cửa hàng, đây là những cái gói của ngày hôm qua thì không nói ha. Nhưng mà sáng nay nhà phát hành cho bán lại cái gói này, tiệc đồ ngủ. Thì thực ra có nhiều bạn nói là cái bộ tiệc đồ ngủ này bán trong cửa hàng Life Friend bằng thỏi vàng rất là nhiều tiền, mà tại sao lại bán ở ngoài với cái giá là 179.000. Thì thực ra là cái gói này nó là được bán từ cái thời mà mình chơi game đoạn đầu á mọi người. Thì nó cũng được bán bằng tiền nha, nhưng mà hồi đó thì chưa có tăng thuế nên là mình nhớ đa tầm đâu 129 đó mọi người. Nhưng mà đợt này tăng thuế thì nó lên 149. Thì nói chung là cái giá nó vẫn như vậy, chứ không phải là vì nó bán ở trong cửa hàng Life Friend bằng thỏi vàng rồi giờ người ta bán bằng tiền sao đâu. À, người ta bán bằng tiền thật đâu. Nên là mình thấy cái này họ nó không có gọi là bất công gì với mấy bạn mua bằng thỏi vàng hết nha mọi người. Và cái đợt trước thì mình cũng đã sở hữu một cái bộ đồ, đó chính là bộ đồ gói ngủ Gucci. Thì mình có cả 4 món này luôn, cái bịt mắt nè, cái bộ đồ sọc với là cái dép Atembalo nữa. Bây giờ mình sẽ mang cho mọi người xem. Thì đúng là cái đợt này người ta bán lại, nhưng mà cái gói này hồi trước là nó được rất là nhiều người thích luôn. Thế nên là mình nghĩ là vì được nhiều người thích quá nên là nhà phát hành game mới cho bán lại á mọi người. Gói này cực kỳ chất lượng nên là mình nghĩ nếu mà ai vẫn chưa sở hữu gói nào thì mọi người nên có một bộ nha. Đây, cái bịt mắt nè. Hồi trước là mình phân vân giữa màu trắng với màu hồng á. Sau cái mình mua màu hồng, còn xù là nó mang màu trắng mọi người. Hai đứa có hai bộ dễ thương lắm. Đây, dép màu hồng nha, với là cái ba lô nữa. Thực ra nó cũng không phải ba lô mọi người ạ, nó giống cái con thú cưng đeo ở trên lưng hơn, chứ nó không giống cái ba lô lắm. Đó, trời, cute chưa. Nên là nếu như mà bạn nào chưa sở hữu bộ nào thì mình nghĩ là mọi người vẫn nên có một bộ ở trong tủ đồ nha. Thì đó, nhưng mà nhân tiện hôm nay á, nó có ra mắt lại cái bộ đồ này á, thì mình mới chợt nhận ra là hồi trước mình đã phân vân, mình đã rất là thích nhiều món ở trong cái bộ đồ ngủ, nhưng mà mình vẫn chưa có mua được. Nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ đem những cái thỏi vàng của mình, những cái thỏi vàng mà được Di nè, những cái thỏi vàng mà mình được Di tặng này, Viên tặng này, thì mình sẽ dùng một đống rồi mình đi mua đồ. Và một số bạn, mấy bạn chưa thấy mình đọc cái hộp thư á là bởi vì các bạn gửi thư tới nói mình ký tường, nhưng mà mọi người ơi, nó vẫn chưa bấm vào tên của mọi người được. Tức là nếu như mà mình mở thư đọc thư của mọi người nha, nhận quà rồi mà không bấm vào tên của mọi người được thì làm sao ký tường. Đấy, nên là mình đâu có dám nhận quà của mọi người đâu. Khổ tâm, nên là nếu ai muốn gửi thư cho tôi thì đừng có kèm như ký tường nha, tại vì đâu có ký được nữa đâu mọi người, áp lực lắm. Đây, trong hộp thư chúng ta có cái hộp bọc thơm thành phố retro. Thì như mọi người cũng biết là cái hộp retro này mình đã full rồi, thành ra là bây giờ mở cho vui thôi chứ cũng không có thiết tha cái hộp này mấy. Ok. Wow, là cái bot no retro đúng món, mình không thích luôn, tuyệt vời. Chốt tấm mắt nè, đừng quên trượt xuống dưới cho Nhi một nút like và bấm vào nút đăng ký để xem những video mới nhất của Nhi nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành, have a nice day. Ok, và ngoài ra chúng ta còn có cái hộp vịt nữa nha, để xem từ cái hộp vịt này nó có ra cái món kim cương nào không. Hôm qua mọi người không nhớ thì nó không có ra cái kim cương nào. Wow, và hôm nay nó đã ra kim cương rồi mà nó ra hẳn 5 viên. Đúng là kiểu nó trả kim cương đó mọi người à. 5 viên luôn, vậy là hôm nay mình chỉ cần một hộp vậy thôi mọi người. Ui, 3 viên nữa cháu ơi. Không lẽ hôm qua ra 3 hộp, thì sao hôm nay ra 3 hộp kim cương hả? Có thể nào không? Tất nhiên là không thể rồi mọi người, ham hơi ham nha, ra 8 viên là quá trời ghê rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái khu cửa hàng Life Friend ở Plaza để chúng ta có thể mua đồ thỏi vàng nha. Đây đây, mình cũng có cái xe này mua từ cái cửa hàng Life Friend này mọi người, xe trượt điện. Xịn không mọi người, trời, lâu lắm rồi tôi mới mặc lại cái bộ đồ ngủ này á. Cái bộ đồ ngủ này vẫn cute như ngày nào mọi người. Ê ơi, mình sợ là hôm nay mình sẽ tiêu hết thỏi vàng luôn ấy mọi người à. Mọi người xem, đó, mình phải chụp lại mọi người, mình phải chụp lại trước khi mà mình tiêu nó. 91 thỏi vàng nha, trời, quá trời cái thỏi vàng được mấy bạn tặng luôn á. Để xem thử là trên này mình sẽ mua những cái gì đây, hôm nay mình sẽ mua những gì nhỏ. Dù hả, dù thì không có xài nhiều mọi người ạ. Dù thì không có xài nhiều nhưng mà dù xinh nhờ. Ê ơi, nhưng mà dù đắt mọi người ạ, tổng 59 thỏi vàng cơ. Không có tiền đâu. Hồi trước á, là lúc mà mình tiêu có 30 mấy thỏi vàng á, là mình nói vài bữa mình có nhiều hơn, là mình sẽ mua cái con thú gấu gì nhờ, gấu cua la gì đó mọi người không có nhớ tên nữa. Nhưng mà con gấu này cưng lắm. Mua em mũ xanh này nha, mình có em mũ trắng này rồi nè. Giờ mình mua em mũ xanh này nha mọi người. Mua nha, mua nha, mua nha. Không suy nghĩ nhiều, mua nha.
Đâu rồi, cái mũ. Cái mũ đâu nhờ? Nó bán ở đâu mọi người? Ủa, à này là cái gối. Em ơi, cái gối tận 31 thỏi vàng mọi người. Thôi, phù phiếm quá, mình mang cái gì mình mang trên người thôi. Đấy, cái con thú này mọi người, mũ khô da nè. Mũ khô da là nó sẽ 25 thỏi vàng. Em ơi, cũng đắt nhờ. Cái con gấu này nó nhỏ nhắn, nó cute á mọi người. Hồi trước mình còn phân vân cái mũ trắng với cái mũ này. Đây, cái mũ hồi trước mình mua nè. Giờ chốt luôn em. Ủa khoan, ở đây chứ. Em ơi, nhưng mà cái mũ này cũng xinh nha. À, trời, bấm nhầm chi giờ, phân vân giữa hai cái nữa. Nhưng mà cái gấu này nhìn ở trước cute hơn nha. À đúng rồi, chữ cute, thực ra chữ cute trong tiếng Anh đọc là cute, mà qua tiếng Việt nó cứ đọc cute chập mình bị liệu luôn mọi người ạ. Thôi thì mình cứ nói cute đi ha. À, không lẽ mình mua cái này ta? Mua nha. Có mua không? À, giờ không có ai để hỏi ý kiến hết, thôi mua đã nha mọi người. Phải mua thôi. Yeah, chết rồi. Em ơi, chốt đơn cái rụp. Ê, trời ơi, mua rồi. Em ơi, đừng có ai kêu tôi vô đây, chứ tôi vô đây là tôi tốn tiền mọi người ơi. Mặc dù là mình mua cái con gấu này, chứ mình cũng thấy cái con nửa ngựa nửa gấu này cũng dễ thương á mọi người. Cũng xinh nhờ. À, không được rồi, khoan đã, mình có một cái món mình muốn mua hơn, thế nên là lát nữa mình sẽ quay trở lại bên khu này sau. Có một cái món ở bên cái khu Trust bên này nè, bên này là BTS rồi, còn bên này là Trust nè mọi người, nhóm nhạc Trust ấy. Thì nó có một cái món, đây mọi người, cái món này mọi người thấy không? Cái mà đội cái mũ cam này nè, nhưng mà không phải cái mũ nha, mà là cái ba lô ấy. Ở đâu rồi? À, đây nè mọi người. Mọi người thấy cái con gấu màu cam xong cái nó đội cái mũ ở trên không? Ba lô ở bên cái nhóm Trust này dễ thương lắm, nhiều cái ba lô dễ thương lắm. Đây nè, mọi người thấy không? Mình sẽ cho mọi người xem cái ba lô của cái bên nhóm Trust này nha. Đây, những cái ba lô này thì bình thường, còn ba lô thú. Ủa, ba lô thú đâu? Trời ơi, vô cửa hàng mà không biết nó nằm ở đâu hết. Đây đúng không? À nè, ba lô nhân vật Mate 2 nè mọi người. Ui, 31 tiền luôn mà, 31 thỏi vàng luôn à. Đắt thế. Đây, những cái ba lô này là thỏi vàng nè mọi người. Eo ơi, xinh nhờ. Cái ba lô nào cũng xinh ý, nhưng mà mình sẽ mua cái nào xinh nhất. Cái kiểu mà có thỏi vàng mua mấy cái ba lô này nhìn cân vải, kiểu như là hàng limited hay sao mọi người. Cái ba lô này mình có rồi nè mọi người. Nhưng mà những cái ba lô thú là nó sẽ đẹp hơn ấy. Đó, hồi trước mình thấy các bạn mang cái ba lô này, xong cái mình không biết là cái ba lô này từ chỗ nào nè. Giờ mới biết là nó nằm trong cái nhóm Trust. Kiểu này mang ba lô ra là ai cũng thể hỏi là ba lô bạn mua ở đâu luôn ấy. Cái ba lô tím này xinh chứ nè. Nhưng mà nó sẽ rất khó mặc đồ mọi người à. À đây, trời xin lỗi nha. Mate 2 đây nè mọi người, em ơi xinh nha. Trời ơi, nhỏ nó còn mang cái tai nghe màu cam nữa, cưng xỉu. Ê, không lẽ mình mua cái này ta? Mua không mọi người? Em ơi, mua nha. Mua trước khi mình đổi ý. Mua nha, trời. Ta-da-da-di-da. Ok, chúng ta lại quay qua bên này. Ôi trời, cái tướng nó đi mang cái cặp cưng ha. Em ơi, cưng xỉu. Ok, bây giờ chúng ta còn bao nhiêu thỏi vàng nhờ? 35 thỏi vàng. Mình nghĩ là mình sẽ mua cái này nè. Trời ơi, hồi nãy cưng cái này xỉu. Để mình lượt một lượt xem thử là mình còn ưng cái nào không nha. Ê ơi, có nhiều cái ưng quá. Ui, cái đầm xinh nha. Ê ơi, nhưng mà cái đầm đắt lắm. Thôi, bỏ qua đi. Cái dép này có 9 luôn mọi người ơi. Cái dép này có 9 thỏi vàng à. Mặc dù 9 thỏi vàng cũng nhiều, nhưng mà ý mình là nó vừa tầm bới với mình đó mọi người. Nhưng mà cái mũ này cũng xinh nữa. Cái mũ đâu? Ủa, cái mũ là phải mua đâu nhờ? 25 cộng 9 là nhiêu nhờ? 34. Vừa đủ luôn. Là tiêu một ca cú là nó hết sạch thỏi vàng luôn. Chết rồi, mình có nên mua không ta? Mình sẽ thử mọi người ạ. Mình sẽ phải cân nhắc tiếp. Cái mũ này, cái dép này. Đấy, có thể nếu mà không mua một bộ đồ thì mình có thể mua cái mũ với cái dép này. Nhưng mà nếu mình không có mua hai cái món này á, thì mình có thể mua một cái áo đầm. Cái đầm ngủ đâu nhờ? Cái đầm ngủ cưng lắm. Đâu rồi nha? Nhưng mà cái đầm này hai mươi mấy thỏi nè. Em ơi, cái đầm này xinh đi. Nếu như mà mình không mua hai cái món kia là mình có thể mua một cái áo đầm nha. Ê, trời ơi, nhiều cái đầm xinh quá. Nếu như mà mình mua cái đầm này xong mình mua thêm cái dép chính thỏi vàng đó nữa thì có được không? Em ơi, nó cũng xinh nha. Nên mua cái áo hay là mình nên mua cái mũ nha? Cái áo này nó cưng hơn nha. Em ơi, lại đau đầu ạ.
mình lại phải đau đầu quá. Trời ơi, ui cái áo này tím này đẹp hơn nha. Giờ mình chốt nha mọi người. Chốt xong là không có trả lại hàng được đâu á. Ok chốt đơn. Ok chốt đơn. Ok. Chốt đơn. Vậy là từ một người giàu thỏi vàng, mình là một người tiêu xài thỏi vàng hết sạch sành xanh. Xin lỗi các em đã rất là chắc chiêu từng cái tiền để mà tặng cho chị, nhưng mà là chị quá mê mấy cái món này đi. Trời ơi, gửi lời chân thành cảm ơn tới mấy bạn tặng thỏi vàng cho tôi luôn á. Xin gửi lời cảm ơn thấm thiết tới tới gì, tới Viên nè, tới hai Viên nữa. Ê ơi, Viên nó là kiểu người gửi thỏi vàng cho tôi chính luôn á mọi người. Thật ra Viên là fan đời đầu của mình luôn á mọi người, từ cái thời mà mình mới được có mấy chục fan á mọi người. Bé cũng là người đầu tiên tặng thỏi vàng cho mình luôn á. Ê, và ngoài ra còn có bạn Russia cũng tặng thỏi vàng cho tôi, bạn SFM FBG Miss cũng tặng thỏi vàng cho tôi nữa đó. Những cái bạn này đã làm cho tôi được trở thành người như ngày hôm nay, là một người mặc trên đầu tôi xuống dưới chân toàn đồ thỏi vàng mọi người nha. Mọi người thích bộ đồ này không? Nếu mọi người thích bộ đồ này thì hãy comment cho mình biết nha. Còn nếu như mọi người có thỏi vàng thì mọi người sẽ mua món gì trong những cái món nào trong cái cửa hàng này thì comment cho mình biết luôn ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một nút like và đừng quên bấm nút đăng ký để xem Nhi xùm xí gì nha. À mọi người, ngoài ra thì Nhi có một cái kênh YouTube thứ hai là kênh vlog cá nhân. Thì bạn nào tò mò về cuộc sống đời thường của mình hãy qua bên đó cho mình một nút đăng ký ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Sayonara. Mata ne.